Đây các bạn thấy đây ha. Trên cái hình này thì chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ giữa góc 1 và góc 2 nó như thế này. Đó. Đối với trên tiểu cầu, đây là tiểu cầu ha. Thì vai trò chủ yếu là góc 1 thôi, không có vai trò góc 2 ở đây. Chúng ta cứ kể xuống. Thì ở tiểu cầu thì prostaglandin H2 nó sẽ chuyển thành thrombosin A2. Có vai trò trong cái người ta ghi là platelet aggregation, có nghĩa là kết tập tiểu cầu. Đó. Tức là khi cơ thể chúng ta bị có vết thương hở chảy máu thì các tiểu cầu nó sẽ tạo thành cái mạng lưới để nó che cái vết thương. Người ta gọi là kết tập tiểu cầu. Ở trên dạ dày thì vẫn là chủ yếu là góc 1 thôi, góc 2 không đáng kể ha, góc 1 thôi. Đó. Thì trên dạ dày thì nó sẽ chủ yếu là protein E2, nó có vai trò là nó củng cố cái lớp màng nhầy để bảo vệ cái lớp niêm mạc tiêu hóa ha. Còn trên thận, đó, trên thận thì chúng ta sẽ thấy vai trò cốc 1, cốc 2 gần như tương đương nhau. Cốc 2 có, cốc 1 có, thấy không? Và trên thận thì có protein E2, Y2, nó sẽ có cân bằng cái thể dịch ở thận. Cân bằng cái thể dịch ở thận nha. Thì một lát cái vấn đề này chúng ta sẽ khai thác khá là kỹ chỗ này. Rồi trên các sợi trục thần kinh và các mô thì nó sẽ có chủ yếu là cốc 2. Đó, cốc 2. Và nó sinh ra E2, Y2 và D2, nó gây viêm. Đây, xin lỗi, nó gây đau, gây sốt. Và trên các tế bào bạch cầu thì nó gây viêm. Đó. Rồi trên cốc 2, trên 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 mạch máu, trên các lớp lớp nội mô mạch máu thì chỉ có cốc 2 thôi. Đúng rồi, chỉ có cốc 2 thôi. Và cốc 2 nó có tác dụng tổng hợp ra thành protein Y2, Y2 hay người ta gọi là prostacyclin, có nghĩa là cái prostaglandin có chức năng giãn mạch đó, cyclin. Thì có chức năng là vasodilation, có nghĩa là giãn mạch. Anti-aggregation, có nghĩa là chống kết tập tiểu cầu. Rồi anti-adhesion, có nghĩa là chống bám dính tiểu cầu nha. Thì một lát có gì mình sẽ nói thêm về kết tập và bám dính nó khác nhau như thế nào. Kết tập tiểu cầu và sự bám dính của tiểu cầu nó khác nhau như thế nào nha. Đó. Thì như vậy cái mong muốn của chúng ta là gì? Đó là chúng ta mong muốn rằng chúng ta dùng thuốc NSAID để chúng ta ức chế con đường này. Đó. Nhưng mà vô tình những cái thuốc mà ức chế cốc này này, nó ức chế hết luôn, thì những cái xung quanh là tác dụng không mong muốn. Các chị đồng ý không? Đó. Tác dụng này là tác dụng mong muốn, còn những cái xung quanh là những tác dụng không mong muốn. Còn trường hợp nếu mà anh chị chỉ sử dụng thuốc ức chế chọn lọc cốc thôi, có nghĩa là ức chế chọn lọc cốc 2 thôi, thì nó sẽ tác dụng lên đây, từ cái khoảng này, đúng không? Thận, thần kinh, tế bào bạch cầu, lớp nội mô, thì đây vẫn là tác dụng mong muốn chúng ta, đó là kháng viêm, giảm đau, hạ sốt. Nhưng trên thận nó vẫn tác dụng, và trên lớp nội mô mạch máu nó bị ức chế, dẫn đến nó mất chức năng giãn mạch, nó chuyển thành co mạch, mất chức năng kết tập tiểu cầu, mất chức năng chống kết tập tiểu cầu, mất chức năng chống sự bám dính của tiểu cầu. Đó. Và đây chính là cái tác dụng không mong muốn của ức chế chọn lọc cốc 2, có nghĩa là nó có thể gây ra huyết khối. Như vậy vấn đề mà khi chúng ta học về thuốc, các anh chị chỉ cần nắm cái sơ đồ này thì các anh chị sẽ thấy cái vấn đề mà cơ chế thuốc rồi tác dụng không mong muốn nó rất là đơn giản ha. Cơ bản là chúng ta sẽ hiểu từng cái vai trò của các cái men, nó hiện diện các mô nào và vai trò nó ra làm sao, và từ đó khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế các men này thì chúng ta sẽ biết được cái tác dụng không mong muốn tại cơ quan đó. Rồi chúng ta thấy đây là cái trung tâm của cấp 1. Đây. Trung tâm mà phản ứng chuyển từ G2 thành H2 đây. Đó. Còn đây là cấp 2. Đó, đây là trung tâm. Thì rõ ràng chúng ta thấy là trung tâm phản ứng của enzyme cấp 2 nó lớn hơn. Nó lớn hơn.
Và khi nó lớn hơn như vậy á, thì người ta mới phát triển những thuốc ức chế chọn lọc cấp 2, nó sẽ có cấu trúc cồng kềnh hơn. Đây là Celecoxib. Đó. Và Celecoxib với kích thước cồng kềnh như vậy, nó sẽ ưu tiên lên cấp 2, nó sẽ đi vào cấp 2 dễ hơn. Và nó rất khó khi đi vào cấp 1. Còn đối với ibuprofen thì sao? Kích thước nhỏ nên nó sẽ đi vào cả cấp 1 và cấp 2. Nên nó sẽ cho cái tác động ức chế không chọn lọc. Ha. Đây là cái sơ đồ muôn thở rồi. Này tương tự luôn. Còn đây là cơ chế của paracetamol ha. Này thì nói với anh chị nhiều lắm rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tương tác thuốc. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm hai cái nhánh chính thôi. Đó là tương tác thuốc giữa NSAID và các thuốc ức chế mang chuyển, ức chế thụ thể và các thuốc lợi tiểu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vấn đề 1 và 2. Rồi buổi sau chúng ta sẽ đi các tương tác còn lại ha. Thì đây là cái bảng tương tác thuốc ha. Đây là thuốc giảm đau analysis. Chúng ta có NSAID, chúng ta có ibuprofen, chúng ta có một số cái thuốc mà khi chúng ta sử dụng kèm thì nó sẽ gây tương tác ha. Ví dụ như chúng ta dùng NSAID chung với methotrexate, methotrexate thì chúng ta sẽ thấy nó dẫn đến cái tác động như thế nào. Nó sẽ giảm độ thanh thải của cái methotrexate và nó làm tăng cái độc tính của methotrexate. Cái cách quản lý đó là gì? Đó là chúng ta tránh sử dụng NSAID với cái liều cao của methotrexate. Cái liều cao của methotrexate đó là liều trên 20 mg. À. 20 mg. Rồi chúng ta phải theo dõi trong quá trình sử dụng thuốc. Nếu anh chị thấy trong phác đồ điều trị á nha, thấy trong phác đồ điều trị á thì cái liều của methotrexate khi kết hợp với NSAID người ta khuyến cáo là không quá 20 mg. À, một tuần nha các anh chị, 20 mg một tuần nha, chứ không phải một ngày đâu, là một tuần. Rồi đối với trường hợp sử dụng thuốc là phenytoin thì nó sẽ đẩy cái phenytoin cạnh tranh gắn kết với protein, nó đẩy cái, nó thay thế displacement from plasma, tức là nó sẽ đẩy cái phenytoin với protein ra dạng tự do và nó làm tăng độc tính của phenytoin. Quản lý bằng cách là chúng ta cần phải theo dõi cái phenytoin ở dạng không gắn kết với protein, tức là dạng tự do á, và có thể là điều chỉnh liều. Còn trường hợp khi kết hợp với digoxin á thì do nó làm giảm độ thanh thải của thận, do đó nó làm giảm độ thanh thải của digoxin và chúng ta cần phải chỉnh liều hoặc là theo dõi nồng độ digoxin trong máu. Trường hợp kết hợp với aminoglycosid cũng vậy, NSAID làm giảm độ thanh thải, do đó là chúng ta cần phải theo dõi nồng độ kháng sinh trong máu và chỉnh liều nếu cần thiết. Thì đó là những cái khuyến cáo người ta đưa ra khi mà những thuốc này kết hợp với NSAID. Ngoài ra chúng ta còn một số tương tác khác, chẳng hạn như là khi mà chúng ta sử dụng ức chế mang chuyển, thì mức độ là trung bình. Thì người ta thấy rằng là khi dùng chung ức chế mang chuyển hoặc chế thụ thể đó thì nó làm giảm tác dụng hạ áp ha. Thì khuyến cáo đó là chúng ta cần theo dõi huyết áp và tim mạch của bệnh nhân. Thì một số bệnh nhân á, đang sử dụng thuốc chế mang chuyển ha, có thêm tình trạng đó là đau khớp, thoái hóa khớp thì dùng thêm NSAID một thời gian ha, thì huyết áp nó lên ha, không kiểm soát được. Và người ta thấy rằng là những bệnh nhân mà đang sử dụng các thuốc chế mang chuyển, chất thụ thể á, dùng NSAID mà không kiểm soát được huyết áp á, nó chiếm khoảng 50%. 50%. Rồi tiếp theo là probenecid. Probenecid là một thuốc lợi tiểu ha. Thuốc này được sử dụng trong điều trị gút ha. Acid probenecid thì nó tăng đào thải acid uric, nhưng mà khi chúng ta kết hợp chung với NSAID thì nó đảo ngược tác dụng đào thải acid uric của probenecid. Tức là thay vì probenecid nó đẩy acid uric ra thì lúc này nó sẽ làm gì? Cạnh tranh đào thải acid uric và nó làm cho acid uric nó ở lại ha. Do đó là chúng ta không dùng NSAID ha, khi mà chúng ta dùng probenecid trong quá trình điều trị gút. Rồi lithium.
Thầy ơi, cái này là nó tác dụng cơ chế là nó cạnh tranh cái gắn kết hay là nó ức chế việc đào thải thầy? Rồi ok, cơ chế thì mình sẽ nói trong những cái phần sau. Nó có hết Dạ trong dạ slide dạ ấy, sẽ nói sau. Cái này mình chỉ nói về tác dụng và khuyến cáo thôi. Yên tâm đi học của mình là cơ chế nó giàu giàu lắm nha. Rồi lithium. Lithium là một thuốc điều trị loạn thần ha, loạn thần. Hay người ta gọi là rối loạn lưỡng cực á. À, lúc vui lúc buồn không cần lý do ha. Và khi mà sử dụng lithium á, cái hợp ven set á thì nó tăng nồng độ lithium trong máu do nó cạnh tranh đào thải ở thận. Và cái vấn đề là chúng ta phải theo dõi độc tính của lithium, có rất nhiều cái trường hợp có nguy cơ độc tính của lithium và thậm chí có tử vong do cái hợp chung ven set. Rồi warfarin cũng vậy ha, cạnh tranh trên cái sự tương tác với protein đẩy warfarin ra và dẫn đến là tăng nguy cơ xuất huyết. Và khi mà warfarin ở nồng độ tự do rất là cao thì nó sẽ làm cho các chỉ số BT, tức là prothrombin, time và cái INR ha. À, nó sẽ thay đổi. Methotrexate như nãy đã nói, đây là một cái tương tác nghiêm trọng ha. Và tác dụng đó là nó làm tăng độc tính của methotrexate, cho đó người ta không sử dụng. À, đối với trường hợp là liều cao của methotrexate, người ta thường sử dụng dưới 20 mg, thường là tối đa là 15 là người ta đã thấy là được rồi ha. Ý người ta đẩy lên tối đa 20 mg methotrexate khi trong đó có NSAID trên đó, nha. À, và đây là chúng ta tập trung vào buổi ngày hôm nay, đó là sự tương tác giữa NSAID và thuốc tim mạch. Thuốc tim mạch thì chúng ta có nhiều nhóm thuốc, thì trong đó là chúng ta sẽ có 6 nhóm thuốc cơ bản ha. Thứ nhất là nhóm thuốc lợi tiểu ha, diuretic này đó. Rồi nhóm thuốc này á thì trong cái bảng này nè các anh chị, thứ nhất là nhóm cái tác động của cái nhóm thuốc lợi tiểu, xin lỗi, cái tác động của cái nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, đây là cái nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp. Đây là tác động các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp trên cái vấn đề mà đào thải excretion, tức là bài tiết natri và nước. À, trên cái tác động trên hệ RAS trên bradykinin nha. Và đây là cái mối tương quan tương tác với NSAID. Và đây là sự thay đổi về cái systolic blood pressure, tức là thay đổi về cái huyết áp âm thu, tức là nó tăng lên bao nhiêu á nha. Và đây là tác giả của các nghiên cứu. Thì đối với cái bảng này thì chúng ta thấy là gì? Khi chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu á thì nó sẽ tăng đào thải muối nước, đúng không ạ? Tăng đào thải muối nước, dấu vân tay này là tăng. À, không gây ảnh hưởng đến hệ RAS và không gây tác động lên bradykinin. Và khi sử dụng NSAID thì nó có tương tác. NSAID làm tăng cái huyết áp tâm thu lên khoảng tầm 2 đến 6 mm thủy ngân khi chúng ta kết hợp chung với thuốc lợi tiểu. Rồi nếu mà bệnh nhân đang sử dụng beta blocker thì thuốc beta blocker nó có tác dụng làm tăng đào thải muối nước, có giảm hệ RAS, giảm hoạt động hệ RAS, không tác động trên bradykinin. Và khi sử dụng NSAID thì cũng có tương tác, giá trị thay đổi huyết áp từ khoảng 3 tới 6 mm thủy ngân tăng lên. À. Rồi đối với thuốc ức chế men chuyển thì sao? Thuốc ức chế men chuyển thì bình thường nó sẽ cũng tăng, nó tăng tác động đến đào thải muối nước. Ức chế men chuyển do đó giảm tác động của hệ RAS, tăng tác động của bradykinin, do đó là nó gây ho, gây phù mạch và nó tương tác với NSAID rất là mạnh. Ở đây có thể thay đổi từ 3 tới 11, 12 mm thủy ngân, rất cao. Nha, huyết áp có thể tăng lên rất cao khi kết hợp chung với NSAID. Rồi, angiotensin 2 blocker, có nghĩa là thuốc khóa thủ thể. Thì bình thường thuốc khóa thủ thể nó sẽ làm cho tăng hấp thu muối nước, nó xin lỗi, tăng đào thải muối nước, tăng hoạt động của hệ RAS, tăng hoạt động của hệ bradykinin. À. Do đó khi chúng ta sử dụng thuốc chặn thủ thể nó vẫn gây ho nha các bạn, cho ít hơn thôi chứ vẫn gây ho, tại vì nó vẫn tác động trên bradykinin. Nhưng chúng ta thấy điều ở đây này, đối với thuốc chặn thủ thể, ức chế men chuyển á, thì nó làm giảm hoạt động của hệ RAS, cái này thì chúng ta công nhận rồi đúng không? Nhưng tại sao thuốc ức chế thủ thể làm tăng hoạt động của hệ RAS đó, các bạn thấy không? Rồi
Thì một lát bạn nào mà giải thích được cái chuyện này thì rất là hay ha. Khi mà sử dụng có NSAID thì nó sẽ gây tương tác và nó làm tăng huyết áp khoảng tầm 4 đến 5 mm từ ngang. Đối với thuốc chặn gan canxi, thuốc chặn gan canxi thì hầu như nó không có tương tác với NSAID, không có tương tác với NSAID. Do đó là cái huyết áp thay đổi nó không có ý nghĩa trên lâm sàng. Nó khoảng 1 mm thủy ngân, nó không có đáng kể ha. Như vậy chúng ta thấy các thuốc điều trị tăng huyết áp thì thuốc mà bị tương tác mạnh nhất đối với NSAID đó là ức chế thụ thể hay là ức chế mang chuyển, và thuốc không có tương tác với NSAID đó là thuốc chặn gan canxi. Còn thuốc lợi tiểu và beta blocker thì nó chỉ ảnh hưởng đến huyết áp ở mức độ rất nhẹ thôi, không đáng kể nha. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tương tác mạnh nhất. Thường là bệnh nhân mà khi mà tăng huyết áp á, thì bệnh nhân sẽ sử dụng các cái nhóm thuốc rất là phổ biến. Thứ nhất là chặn gan canxi, thứ hai là chế mang chuyển và chế thụ thể. Thì cho đến bây giờ thì người ta sẽ có những cái khuyến cáo, có những khuyến cáo nên kết hợp thuốc từ ban đầu luôn. Thì các bạn thắc mắc là bây giờ nếu kết hợp thuốc thì hạ huyết áp thì sao? Không, người ta kết hợp thuốc từ ban đầu nhưng mà người ta kết hợp với liều thấp hơn nha, chứ người ta không sẽ không kết hợp với liều cao đâu mà hạ huyết áp quá mức. Do đó là ức chế mang chuyển và chế thụ thể là gần như là cái tần suất cái tần suất xuất hiện trong điều trị tăng huyết áp rất là cao, rất là cao. Do đó cái vấn đề tương tác với NSAID cũng là một vấn đề mà rất đáng lưu ý. Tại vì sao? Những người tăng huyết áp là đa số là cũng những người đã có tuổi rồi ha. Và những người lớn tuổi thì thường nó kèm theo các bệnh về cơ xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp, đúng không? Do đó vấn đề sử dụng NSAID là một vấn đề mà chúng ta thấy là gì? Rất có khả năng xảy ra đối với trường hợp bệnh nhân đang có tăng huyết áp sử dụng các thuốc chế mang chuyển và chế thụ thể. Rồi đây là cái cơ chế mà cơ thể chúng ta bài tiết renin. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tí xíu về cái vấn đề cơ thể chúng ta nó tiết renin như thế nào. Chúng ta thì ai cũng biết rằng là gì? Cái gan á thì nó tổng hợp ra angiotensinogen. Có chữ nogen có nghĩa là chưa có hoạt tính ha. Và thận nó sẽ tiết ra renin. Khi nào? Khi mà cái áp lực tại thận nó giảm ha, hay là cái áp lực máu tại cái mao mạch thận nó giảm, thì lúc này thận nó sẽ tiết ra renin. Và khi thận tiết ra renin nhé thì nó sẽ chuyển thành angiotensin, angiotensin 1. Angiotensin 1 nhờ mang chuyển ở phổi, ở thận và ở huyết tương nó sẽ chuyển thành angiotensin 2. Angiotensin 2 thì nó sẽ làm cho tăng hoạt tính của hệ giao cảm ha, tăng tái hấp thu muối và nước. Tiết aldosterone gây co mạch và gây tăng tiết ADH để tái hấp thu nước. Tất cả cơ chế này nó đều làm cho tăng hấp thu muối và nước co mạch, do đó nó làm tăng cái huyết áp. Khi tăng huyết áp thì nó sẽ có cơ chế phản hồi negative feedback và nó sẽ ức chế thận tiết ra renin ha. Thế thì bây giờ chúng ta tìm hiểu coi renin nó được tiết ra như thế nào nha. Đây, khi chúng ta nhìn vào cái hình này thì chúng ta sẽ biết được cái cơ chế bài tiết renin của cơ thể. Đây là renin. Rồi bạn nào nhìn cái hình có thể là giải thích được cơ chế bài tiết renin nó diễn ra như thế nào các bạn? Sao cơ thể chúng ta kích thích tiết renin được? Dựa vào cơ chế gì? Các bạn nhìn vào cái hình bên này này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Đây là cái tiểu động mạch đáy này nha, nó mang máu tới tiểu cầu thận. Đây là tiểu cầu thận ha, đây là tiểu động mạch đi này. Thì khi máu theo tiểu động mạch đáy tới thì ở cái phần mà đi vào trong cái tiểu cầu thận á, nó sẽ có những cái đám tế bào màu xanh, những cái tế bào màu xanh này này ha, những tế bào màu xanh mà xanh
xanh xanh xanh xanh dương mà xanh dương nhạt này đó, thì đây là những cái tế bào cơ trơn biệt hóa thành mô nội tiết, tức là bản thân của nó. Đây chúng ta thấy chỗ này là tế bào cơ trơn này các bạn nha, và đây chính là cái tế bào cơ trơn nó biệt hóa thành mô nội tiết, người ta gọi là granular cell đó. Và chi phối các granular cell này nè, nó sẽ có cái nhánh của sympathetic nervous ending, tức là của hệ giao cảm, có chi phối vào đây. Các bạn thấy không? Đây này, đó. Thấy chưa? Rồi. Và cái tế bào màu xanh này người ta gọi khác nữa là cái tế bào là juxta glomerular cell, hay gọi là tế bào cạnh cầu thận. Ha. Tế bào cạnh cầu thận. Và tế bào này có vai trò là gì? Là tiết ra renin. Các bạn thấy đây. Đó. Thế thì tế bào này tiết renin bằng những cơ chế gì? Thì như nãy đã nói, chúng ta sẽ thấy một cái sợi thần kinh giao cảm sympathetic nervous ending nó chi phối tế bào cạnh cầu thận. À, việc khó người ta gọi là tế bào cạnh cầu thận. Còn thôi các bạn có thể nói là juxta glomerular cell hoặc là granular cell cũng được. Thì cái thần kinh giao cảm thì thụ thể của thần kinh giao cảm là thụ thể alpha beta, và trên tế bào granular cell này, tế bào cạnh cầu thận này, thụ thể đó là thụ thể beta 1. Các bạn thấy đây không? Đó, thụ thể beta 1. Và khi có kích thích giao cảm thì nó sẽ tác động lên beta 1. Chỗ này chính là norepinephrine nha các bạn. Gắn lên anh beta 1. Và lúc này nó làm cho tăng tổng hợp AMP vòng và phóng thích renin. Đó là cơ chế thứ nhất. Như vậy khi hệ thần kinh giao cảm chúng ta nó tăng lên thì nó cũng sẽ kích thích tiết renin. Do đó khi các bạn đọc về thuốc mà chặn beta hay là beta blocker, nó có cái cơ chế đó là giảm tiết renin. Thì chúng ta thấy ở đây khi mà chúng ta sử dụng thuốc chặn beta chẳng hạn như propranolol ha, thì nó sẽ khóa thụ thể này lại, đúng không? Khóa thụ thể này lại và dẫn đến là norepinephrine nó không gắn lên được và nó giảm tiết renin. Do đó khi các bạn học về thuốc điều trị tăng huyết áp, các bạn sẽ thấy là các thuốc chặn thụ thể beta 1 hay là beta blocker á, nó gây giảm tiết renin. Rồi. Cái cơ chế tiếp theo để tiết renin á, ngoài cái tác động lên beta 1 thì chúng ta có cơ chế thông qua cái thụ thể của prostaglandin. Thầy ơi, thầy cho em hỏi một chút đi ạ. Ừ. Thầy ơi, tức là khi mà cái thần kinh giao cảm của mình bị kích thích ạ, Ừ. thì nó mới tác động vào cái thụ thể B1 ở thầy, beta 1 đúng không thầy? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi chị. Thế thầy cho em hỏi là cái tế bào cạnh cầu thận ở đây thì nó sẽ có vai trò gì trong cái việc này ạ thầy? Nó tiết ra renin gì? Tức là nhưng mà nó phải có tác động của tế bào thần kinh giao cảm. Thì À đúng rồi. tế Vâng. bào thần kinh giao cảm là nó sẽ chi phối tế bào cạnh cầu thận. Nó sẽ cho một nhánh tới đây, các bạn thấy không? Giống như cơ thần kinh nó chi phối cơ thôi, chi phối thì cơ co thôi đây, và sợi thần kinh giao cảm này này đây, người ta phóng đại lên chi phối vào thụ thể beta 1 này. Chỗ này thực chất là một khớp thần kinh nha, giữa cái tờ sợi trục thần kinh và cái cơ quan chi phối ha. Các bạn hình dung chỗ này chưa? Em hiểu rồi ạ. Cái cơ chế nó cũng gần giống như là kích hoạt cái protein G thôi ạ. Đúng rồi, chỗ này em hiểu. Em chỉ cần thắc mắc cái chỗ là cái thằng tế bào cạnh cầu thận này nó với cả cái beta 1 nó như thế nào thôi. Tại vì trong này nó vẽ thì nó lại không có ghi cái phần, nó không vẽ thẳng là cái phần tác động vào cái vị trí của beta 1 nên em nhìn em cũng chưa hiểu thôi ạ. Ừ. Đây thụ thể beta 1 này. Và cái sợi trục thần kinh giao cảm thì nó tới đây và nó tạo thành một khớp synapse ở đây thôi, gì có. Đó. Một synapse thần kinh ở đây thôi. Kích thích thì nó phóng thích norepinephrine gắn vào beta 1 trên tế bào cạnh cầu thận thôi. Ha. Rồi thì đó là con đường thứ nhất ha. Con đường thứ hai đó là gì? Đó là thông qua prostaglandin. Đó. Prostaglandin nó thể gắn lên prostaglandin receptor trên tế bào cạnh cầu thận, và nó cũng sẽ kích thích tiết renin. Tiết renin ra. Thì khi nào prostaglandin nhé, nó được tăng tổng hợp để kích thích tiết renin thì chúng ta thấy ở đây. Đây là một cái tế bào, các bạn cứ giữ nguyên cái tên của nó luôn đi, đó là macula delta. Hay là tế bào vách đen á, đây macula delta. Thì đây là
chính là cái dòng tế bào macula densa. Đây là những cái tế bào nó được biệt hóa bởi những cái tế bào ở trên cái ống lượng xa, distal, ống lượng xa. Thì cái macula densa này đôi lúc các bạn đọc sách các bạn sẽ thấy là tế bào vách đen, nhưng mà dịch như vậy nó nghe nó dở quá, nên các bạn cứ giữ nguyên cái từ này giúp tôi ha. Thì cái tế bào này nó sẽ có hệ thống vận chuyển Na cộng, K cộng hay CL trừ. Thì bình thường cái tế bào này á, khi mà các cái nồng độ về natri và clo khi hấp thu vào trong cơ thể nó giảm xuống, tức là tái hấp thu vào trong cái tế bào macula densa này nó giảm xuống này ha, khi nồng độ nó giảm xuống thì nó sẽ có hai con đường. Một á, là nó sẽ kích thích để tăng cái biểu hiện cốc 2, tăng biểu hiện cốc 2 để mà tăng tổng hợp ra prostaglandin. Đó. Điều này có nghĩa là gì? Khi cái quá trình tái hấp thu ở ống thận nó giảm, nó sẽ có nhiều nguyên nhân, nhưng mà khi tái hấp thu ở ống thận nó giảm thì lúc này nó sẽ kích thích để tăng hoạt động cốc 2 để tổng hợp prostaglandin. Và đồng thời nó cũng sẽ kích thích phóng thích ra adenosine để tác động lên A1 receptor. À. Thì chúng ta thấy ở đây là gì? Khi prostaglandin được kích thích tổng hợp ra thì nó sẽ gắn lên cái prostaglandin receptor để mà nó gây kích thích tiết triệt đi. Tức là từ tế bào macula densa này nó sẽ gắn lên tế bào cạnh cầu thận để tiết triệt đi. Tuy nhiên để cân bằng với cái phản ứng này thì đồng thời adenosine nó cũng sẽ được phóng thích ra để nó gắn vào A1 receptor và nó sẽ giảm cái quá trình tiết triệt đi để nó cân đối trở lại. Tuy nhiên cái quá trình mà prostaglandin được ưu tiên hơn, Do đó chúng ta thấy là ở đây prostaglandin cũng là một trong những cái chất liên quan đến vấn đề mà kích thích tiết renin. Và nếu các anh chị đi sâu vào tí xíu, anh chị sẽ thấy là cái quá trình điều hòa tái hấp thu ở ống thận nó phụ thuộc rất nhiều vào các prostaglandin. Một lát tôi sẽ chứng minh tiếp ha. Như vậy tóm lại quá trình bài tiết renin nó sẽ phụ thuộc vào thần kinh giao cảm, nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ prostaglandin ở tế bào macula densa khi mà quá trình tái hấp thu ống thận bị giảm xuống. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta nói thêm tí xíu về vai trò của các prostaglandin có trong cái ống thận. Thì đây chúng ta sẽ có các vị trí này, đây là cái ống lượng xa. Đây là đoạn đầu của cái ống gốc ha. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Các prostaglandin ở trong các vị trí ống thận này khi mà nó tác động lên thụ thể, đó là EB3. Thụ thể EB3 là thụ thể của các prostaglandin nha các bạn, nó có từ EB1, 2, 3, 4, 5. Thì bình thường á, chúng ta sẽ thấy là gì? Cái NKCC2 này, tức là cái bơm Na cộng K cộng ATPA, hệ thống đồng vận chuyển đó, nó sẽ biểu hiện lên mày. Tuy nhiên nó sẽ còn một ít nó nằm dự trữ trong tế bào, nó không biểu hiện lên. Thì khi mà có prostaglandin nó gắn vào đây, thì nó sẽ ức chế tổng hợp AMP vòng và dẫn đến là ức chế quá trình biểu hiện các cái kênh vận chuyển này lên mày. Thì quá trình này đồng nghĩa với việc là ức chế tái hấp thu muối nước, hay nói cách khác là tăng đào thải muối nước. Tức là vai trò của prostaglandin ở ống thận đối với ống lượng xa này, đúng không? Ống lượng xa này. Thì chúng ta sẽ thấy có vai trò là gì? Đó là ức chế biểu hiện các hệ thống vận chuyển tái hấp thu lên mày, do đó giảm tái hấp thu muối nước nha. Hay nói cách khác là prostaglandin ở ống thận có chức năng là giảm tái hấp thu muối nước. Tương tự như vậy, ở đầu ống gốc thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy. Ở đầu ống gốc thì chúng ta sẽ thấy là các EB1213 thì nó cũng sẽ ức chế AMP vòng, dẫn đến là nó ngăn không cho biểu hiện các cái aquaporin. Đây là cái kênh tái hấp thu, nước. AWP có nghĩa là aquaporin. Aqua có nghĩa là tiếng Latin, có nghĩa là nước á, nha các bạn. Các bạn thấy aquafina, aqua nghĩa là nước. Rồi B đó là porin, tức là cái kênh vận chuyển nước thôi, nó chỉ hấp thu nước thôi nha. Thì prostaglandin nó cũng sẽ giảm biểu hiện các kênh tái hấp thu nước, do đó cơ thể chúng ta cũng giảm tái hấp thu nước.
Và tương tự như vậy ở các cái đoạn ống góp cũng như vậy ha. Warfarin. Rồi. Tóm lại là gì? Đối với thận thì prostaglandin có vai trò thứ nhất là kích thích tiết renin. À, vai trò thứ hai đó là gì? Giảm tái hấp thu muối nước thông qua giảm biểu hiện các chất vận chuyển. Như vậy chúng ta đã thấy khi mà chúng ta sử dụng NSAID thì nó có ảnh hưởng gì đến quá trình tái hấp thu muối nước tại thận chưa? À, và người ta thấy là cái cơ chế khi chúng ta dùng NSAID thì nồng độ các prostaglandin ở ống thận nó sẽ giảm xuống. Và khi nồng độ prostaglandin giảm xuống thì các chất vận chuyển nó sẽ dễ dàng biểu hiện lên màng và nó tăng tái hấp thu muối nước. Do đó một số bệnh nhân nhạy cảm có thể bị phù khi sử dụng NSAID. Cái này thì mình nói rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mà vai trò có một có hai trên thận. Ở đây chúng ta thấy là gì? Từ axit arachidonic thông qua cốc 1 và cốc 2 thì nó sẽ chuyển hóa thành prostaglandin A2. Và như đã nói rồi là gì? Prostaglandin A2 á, ở trên ống thận nó có vai trò giảm hấp thu muối nước, giảm hấp thu muối nước. Đúng không anh chị? Tại vì nó giảm biểu hiện các các hệ thống vận chuyển. Do đó là nó giảm tái hấp thu muối nước, hay nói cách khác là nó có thể giúp cho tăng việc đào thải muối nước. Còn đối với trường hợp tổng hợp prostaglandin E2 á, thì tại tế bào macula delta nó sẽ kích thích qua tế bào cạnh cầu thận, kích thích tiết renin dẫn đến tăng tiết aldosterone, tăng đào thải kali ở ống thận. Còn đối với cái động mạch đặc biệt là động mạch vào hay là tiểu động mạch đến á, thì prostaglandin E2 hay gọi là prostacyclin nó sẽ gây giãn tiểu động mạch. Khi giãn tiểu động mạch thì cái GFA nó sẽ tăng, tức là cái độ lọc cầu thận nó tăng và dòng máu tứ thận nó cũng sẽ tăng. Đó. Thì tóm gọn lại đây chính là vai trò của cái hệ thống cyclooxygena tại thận. Và cái cốc 2 này nó chủ yếu ở đây. Và cốc 1 nó chủ yếu ở đây. Bây giờ khi chúng ta sử dụng NSAID ức chế cốc 1 và cốc 2. Nếu mà ức chế tổng hợp prostaglandin A2 á thì sao? Thì cái tác dụng giảm tái hấp thu muối nước sẽ bị mất đi và dẫn đến là giữ muối. Giữ muối như vậy nó có khả năng là gì? Phù mạch ngoại biên, tức là phù mắt cá chân. Thứ hai nữa là tăng huyết áp. Thứ ba nữa là tăng cân và suy thận. Xin lỗi chỗ này, suy tim, nhưng mà rất hiếm xảy ra. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà suy tim á, những bệnh nhân mà suy tim á, thì cái trường hợp này các bạn lưu ý đó là gì? Khi bệnh nhân bị suy tim rồi mà sử dụng NSAID vô thì cái con đường này ảnh hưởng rất lớn đến suy tim, tại vì nó tăng giữ muối nước, do đó nó làm cho tăng tiền tải và hậu tải và dẫn đến là bệnh nhân tim phải làm việc mạnh hơn. Và người ta thấy là hầu như bệnh nhân mà khi sử dụng NSAID thì tỷ lệ nhập viện trên những bệnh nhân suy tim rất là cao. Còn đối với trên prostaglandin E2 á, thì khi mà chúng ta sử dụng NSAID thì NSAID hồi nãy chúng ta thấy vai trò kích thích tiết renin. Thì bây giờ khi chúng ta cái prostaglandin có vai trò tiết renin, bây giờ chúng ta dùng NSAID thì nó mất đi cái vai trò kích thích tiết renin và dẫn đến là nó có xu hướng tăng kali huyết. Tại vì sao? Tại vì renin thì kích thích tiết cái gì? Tiết aldosterone. Aldosterone thì tăng giữ muối, đúng không ạ? Tăng giữ natri và tăng thải kali. Bây giờ giảm tiết renin, giảm tiết aldosterone thì dẫn đến là tăng kali huyết. Đồng ý không? Rồi, tiếp tục. Prostaglandin E2 có chức năng là giãn tiểu động mạch. Bây giờ chúng ta dùng NSAID nó sẽ có chức năng giãn tiểu động mạch đi. Đặc biệt là tiểu động mạch đến. Và khi mà ức chế việc giãn tiểu động mạch đấy nó gây co, giảm tưới máu thận và có thể gây ra suy thận cấp. Thì đó là những cái bất lợi khi mà chúng ta sử dụng NSAID trên thận. Và để chồng thêm trên những cái bất lợi này, chúng ta sẽ thấy có thuốc ức chế màng chuyển, ức chế thụ thể, đúng không ạ? Đặc biệt là chúng ta thấy cái kali huyết này đó, đúng không? Ức chế thụ thể, ức chế màng chuyển nó sẽ làm tăng kali huyết. Cộng thêm tăng kali huyết của NSAID thì có thể nó gây ra
trên tạng tăng kali huyết quá mức ha. Và đặc biệt thứ hai nữa là suy thận cấp. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái tương tác này. Thì trước khi đi qua cái tương tác này thì các anh chị có thắc mắc gì về các cái cơ chế của prostaglandin trên các cái tế bào tại thận cũng như là cái tác dụng không mong muốn của NSAID không? Tại thận. Bên lớp mình có thắc mắc chỗ nào các bạn cứ đặt câu hỏi đi. Hoặc là muốn trao đổi gì thì chúng ta trao đổi thêm. Rồi nếu em có từng có trao đổi gì thì chúng ta tiếp tục ha. Đây là cái hình vẽ cho chúng ta thấy, thì cái này thực sự các anh chị cũng đã học rất nhiều lần rồi, bây giờ chúng ta chỉ nhắc lại tí xíu thôi cũng có gì hết trơn á. Thì đây là cái tiểu cầu thận ha, tiểu cầu thận. Và đây là cái tiểu động mạch đến ha. Thì efferent arteriole. Còn đây là cái này là efferent, đây là afferent ha. Thì chúng ta thấy tiểu động mạch đến á thì nó giãn ra nhờ vào cái vasodilation dilator này, nó nhờ vào cái prostaglandin E2 và E2 để nó tăng cái lưu lượng máu tới tiểu cầu thận. Còn đối với tiểu động mạch đi thì chủ yếu là các cái thụ thể của angiotensin 2 hoặc là norepinephrine và nó gây co mạch ha. Thì đối với trường hợp khi chúng ta sử dụng NSAID ha, do biểu hiện trên tiểu động mạch đến là cốc 2. Anh chị lưu ý ha, cốc 2 ha. Trên tiểu động mạch đến là chủ yếu là cốc 2. Vai trò trong ống thận là cốc 1 nhưng chủ yếu chỗ này là cốc 2. Thì chúng ta thấy là gì? Khi chúng ta sử dụng NSAID thì nó sẽ ức chế tổng hợp prostaglandin E2 và E2, nó mất đi chức năng giãn mạch và dẫn đến là nó gây co mạch. Co mạch thì lượng máu tới tiểu cầu thận nó sẽ giảm, tức là nó sẽ reduce GFR, tức là nó giảm cái độ lọc cầu thận. Mà khi mà chúng ta sử dụng thêm cái thuốc ức chế mang chuyển hay ức chế thụ thể thì chúng ta sẽ thấy là gì? Khi mà không có angiotensin 2 hoặc là angiotensin 2 không gắn được lên thụ thể ở tiểu động mạch đi thì dẫn đến tiểu động mạch đi nó sẽ giãn ra. Đó. Lượng máu vào tiểu cầu thận thì ít mà đi ra thì nhiều, dẫn đến là tiểu cầu thận nó bị thiếu máu, giảm tư máu và nó giảm độ lọc cầu thận và giảm nghiêm trọng, dẫn đến là suy thận cấp ha. Bây giờ khi một bệnh nhân kết hợp thêm thuốc lợi tiểu thì nó sẽ xảy ra cái gì? NSAID, ức chế mang chuyển, ức chế thụ thể và thêm thuốc lợi tiểu. Thì người ta thấy rằng là gì, trong điều trị tăng huyết áp người ta có hai cái khuyến cáo, xin lỗi, hai cái hợp thuốc người ta hay lựa chọn. Một á, là ức chế mang chuyển, ức chế thụ thể cộng với CCP, tức là thuốc chặn ngăn canxi. Hai là người ta sẽ cộng với thuốc lợi tiểu. Đó. Còn trường hợp kết hợp ba thuốc hay bốn thuốc thì cái trường hợp đó nói sau, nhưng phổ biến nhất đối với một người khởi đầu điều trị bây giờ người ta có quyền kết hợp nhiều thuốc rồi. Và khi kết hợp nhiều thuốc thì người ta mới đưa ra hai kết hợp, một là ức chế mang chuyển ức chế thụ thể với thuốc lợi tiểu, hoặc là ức chế mang chuyển ức chế thụ thể với chặn ngăn canxi. Thì như vậy chúng ta thấy cái tình trạng mà bệnh nhân sử dụng cái tình trạng này, sử dụng cái ức chế mang chuyển ức chế thụ thể với thuốc lợi tiểu nó cũng chiếm một tỷ lệ khá cao. Ở đây là một cái nghiên cứu ha, rồi các cái nước chẳng hạn như là ở New Zealand rồi châu Á của mình ha, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân được sử dụng ức chế mang chuyển và hoặc là chế thụ thể kết hợp với thuốc lợi tiểu thì đó là số lượng bệnh nhân người ta thu thập được. Và người ta không nói trên dân số ha, người ta là đây là cái số lượng bệnh nhân mà nhận được các thuốc này. Và đây là số lượng bệnh nhân mà nhận được thêm cái NSAID. Chúng ta thấy ở đây 90.000 người thì ở đây khoảng 20.000 người là nhận thêm cái NSAID. Tức là người ta có cái triệu chứng cần phải điều trị giảm đau bằng NSAID ha. Đây, tỷ lệ. Và như vậy chúng ta thấy con số này cũng khá là lớn, rất là lớn. Và người ta gọi là sự kết hợp ba thuốc này, người ta gọi là cái triple whammy, tức là ba cái tổn hại gây thận, tổn hại gây ra cho thận ha. Người ta gọi là triple là ba ha, triple whammy là ba cái nguy cơ xảy ra trên thận. Thì đối với trường hợp này chúng ta thấy một tỷ lệ khá là một tỷ lệ ha, cũng không phải là thấp đâu, tỷ lệ như thế này cũng không phải là thấp ha. Tức là trên 1.000 người
thì cái triple whammy nó gây tổn thương trên 1.000 người nó khoảng là 6,9 trên 1.000 người. Tức là 7 người trên 1.000 người bị triple whammy. Đó. Thì đây chúng ta có thể suy ra được ha. 20.000 người. À. Thì chúng ta nhân cho 20 lên, đúng không ạ? 20 mà nhân cho 7 là 140, khoảng tầm 100 đến 140 người bị triple whammy, tức là suy thận cấp trong cái hợp này. Một tỷ lệ cũng khá là phải quan tâm. Rồi thì triple whammy nó diễn ra như thế nào? Dưới sự kết hợp của NSAID, của ức chế men chuyển và thuốc lợi tiểu. Bây giờ khi chúng ta nói về NSAID và ức chế men chuyển, ức chế thụ thể thì chúng ta đã biết rồi. Thế thì bây giờ thuốc lợi tiểu nó có vai trò gì trong cái triple whammy, nó gây tổn hại tới thận? Bạn nào có thể giải thích được chỗ này không? NSAID này, rồi ức chế men chuyển này, ức chế thụ thể này, ảnh hưởng đến lưu lượng máu ở thận, đồng ý. Nhưng mà thuốc lợi tiểu thì liên quan gì đến thận mà nó gây tổn thương thận nhiều hơn khi chúng ta kết hợp cả ba thuốc? Các bạn nào chia sẻ tí xíu đi. Bạn nào giải thích được chỗ này không? Hỏi lớp trưởng đi, lớp trưởng ơi. Lớp phó. Có chị Kiều Trang bật mic rồi này, chị Kiều Trang chia sẻ đi. Thưa thầy, em xin giải thích ạ. Theo như mình đã biết được cái cơ chế của thuốc lợi tiểu ấy thầy. Thì cái cơ chế của thuốc lợi tiểu thì thường là nó sẽ làm tăng thải trừ muối nước. Mà bây giờ nếu trong trường hợp tăng thải trừ muối nước thì bắt buộc là cái nó sẽ phải tăng cái độ lọc của tiểu cầu thận. Bây giờ cả NSAID và cả ACE nếu mà mình cùng kết hợp với thuốc lợi tiểu như vậy thì mình sẽ bắt cái cầu thận này nó sẽ phải hoạt động nhiều. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức lọc lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng đến cái GFR thôi ạ. Rồi, cảm ơn chị. Các bạn có thể bổ sung thêm. Các bạn có quan điểm nào khác không? Đó là quan điểm của chị Hà Kiều Trang. Đó lắm đó nghe. Dạ, thầy. Rồi, xin mời chị Thuận. Rồi, xin mời. Nó sẽ tăng độ thanh thải, độ lọc cầu, tăng cái thải cái lượng nước ra khỏi cơ thể thì nó sẽ giảm thể tích dịch, thể tích máu trong cơ thể. Mà trong khi là NSAID thì nó cũng làm giảm cái thể tích máu đến lọc tại cầu thận, nó cũng làm giảm sức lọc cầu thận. Mà đồng thời ACE nó cũng làm giảm sức lọc cầu thận do nó giãn cái tiểu động mạch đi. Chính vì vậy mà cái lượng máu đến thận nó càng ít đi thì cái tốc độ mà suy thận nó sẽ càng đến nhanh hơn. Đúng rồi, cảm ơn chị ha. Nếu các bạn nào khó hình dung quá thì các bạn hãy nghĩ tới cái thuốc lợi tiểu trước khi nói về hai thuốc kia nha. Khi chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu có nghĩa là gì? Chúng ta làm cho tăng đào thải nước tiểu và giảm thể tích tuần hoàn, đúng không ạ? Khi mà giảm thể tích tuần hoàn như vậy thì cái lượng máu tới thận nó tăng hay giảm các anh chị? Nó sẽ giảm. Do đó người ta ghi là diuretic reduce plasma volume and VFA, có nghĩa là gì? Cái thuốc lợi tiểu này nó sẽ làm cho giảm cái thể tích của tuần hoàn và giảm cái độ lọc cầu thận. Lý do là nó tăng đào thải nước ra ngoài mà, nha. Như vậy, cái độ lọc cầu thận đã giảm thông qua thuốc lợi tiểu rồi. Bây giờ chúng ta dùng thêm một thuốc để mà giảm lưu lượng máu tới và tăng lưu lượng máu đi. Thì dẫn đến là nguy cơ thiếu máu trên tiểu cầu thận nó sẽ tăng lên rất là đáng kể. Và cái suy thận nó sẽ đến sớm hơn. Giống như các bạn hình dung đây này, chúng ta có cái bình chứa ha. Chúng ta xem cái tuần hoàn chúng ta như bình chứa. Nó sẽ rót xuống một cái ly. Và chỗ này nó sẽ có một cái bọt đi ra, đúng không? Đó.
Bây giờ đây là trường hợp bình thường nha. Thì cái áp lực nước trong cái bình chứa này nó sẽ bơm ra cái vòi và nó đổ xuống cái ly. Sau đó từ cái ly nó sẽ theo cái vòi của cái ly nó sẽ chảy ra ngoài. Đó, chảy ra ngoài. Cái trường hợp thứ hai là khi chúng ta dùng thuốc lợi tiểu thì cái lượng nước trong bình chứa nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống có nghĩa là gì? Là áp lực nước để đẩy nước vào trong ly nó sẽ giảm. Mà chúng ta còn kết hợp thêm gì? Kết hợp thêm cái ức chế vận chuyển, ức chế thụ thể để nó tăng đào thải nước ra khỏi ly. Đồng thời chúng ta dùng cái gì? Dùng cái anset để co cái vòi của cái bình lại. Thì dẫn đến cái lượng nước trong ly chắc chắn nó cũng sẽ giảm theo. Và cái lượng nước này tôi liên tưởng đến cái lượng máu. Do đó cái chuyện mà tưới máu thận nó cũng sẽ giảm. Và nó giảm đi rất nhanh. Ha. Do đó người ta gọi là triple whammy. Để hiểu cái trường hợp này, chúng ta đừng giải thích hai cái này trước, mà chúng ta hãy giải thích cái thuốc lợi tiểu trước. Nó làm giảm thể tích tuần hoàn. Ha. À, rồi ok, có chị đang trên nghỉ sớm. Ok, không sao hết nha. Có gì xem lại record giúp mình. À, thì đó là cái mình giải thích về cái triple whammy. Ha. À, và cái double whammy á, là giữa thuốc lợi tiểu và thuốc chế men chuyển chất thụ thể, người ta gọi là double whammy. Còn đối với trường hợp kết hợp TNSET thì người ta gọi là triple whammy. Và khi kết hợp triple whammy trong vòng 30 ngày á, người ta nhận thấy rằng là gì? Nguy cơ tăng suy thận cấp lên gấp 31%. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang sử dụng thuốc lợi tiểu và thuốc chế men chuyển để kiểm soát huyết áp, sau đó chúng ta đau khớp chúng ta dùng thêm NSAID vào, à, thì cái nguy cơ mà chúng ta bị suy thận cấp nó tăng lên 31%. À. Ngoài ra chúng ta sẽ có những yếu tố nguy cơ để là tăng cái suy thận cấp lên gấp 3 lần. Thì chúng ta có những trường hợp chẳng hạn như là bệnh thận mãn tính. Tức là bệnh nhân cơ bản đã có bệnh thận rồi. Ha. Cơ bản đã có bệnh thận rồi. Bây giờ dùng thêm cái NSAID và cộng thêm thuốc lợi tiểu và thuốc chế men chuyển thì nó làm tăng nguy cơ gấp 3 lần. Hay là những bệnh nhân lớn tuổi, thể tích dịch tuần hoàn ít, chức năng thận cũng có xu hướng giảm. Ha. Hay là bệnh nhân suy giảm thể tích tuần hoàn thông qua mất nước, chẳng hạn như là nôn mửa, tiêu chảy. Rồi góc người châu Á, đây là những cái trường hợp chúng ta không thay đổi được. Ha. Hoặc là bệnh lý đái tháo đường đã có cái dấu hiệu là những bệnh nhân đái tháo đường, tức là những bệnh nhân mà cũng có sự ảnh hưởng đến chức năng thận rồi, suy tim và bệnh gan ha. Thì để quản lý cái triple whammy á thì rất là khó, phải nói rất là khó, tại vì cái chuyện mà bệnh nhân đang sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp mà kèm theo NSAID đó là chuyện rất là phổ biến có thể xảy ra ha. Tại vì NSAID cũng là một thuốc giảm đau kháng viêm được sử dụng nhiều trong cái trường hợp đau cơ xương khớp. Ha. Do đó là cái việc mà kê các thuốc này nó cũng là một những trường hợp cũng khá phổ biến chứ không phải hiếm gặp gì. Thứ hai thì trường hợp bệnh nhân đang dùng thuốc hoặc người nhà cho bệnh nhân sử dụng thuốc thì nên được cảnh báo về cái rủi ro này. Ha. Thì tốt nhất là mình là nhân viên y tế thì mình làm tốt cho người nhà của mình rồi những người bệnh xung quanh. Ha. Thầy ơi, thầy cho em hỏi chút một chút đi ạ. Tại vì lúc nãy như cái sơ đồ thầy vẽ thì cái mà liên quan đến cái phần này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cúc 2 nhiều hơn. Nếu trong trường hợp như vậy với những người mà bị bệnh huyết áp tim mạch ở đây thì mình sử dụng cúc 1 được không thầy? Mình sử dụng cúc 1 là sao ta? Tức là như lúc nãy cái sơ đồ thầy vẽ đấy, tức là để cái ảnh hưởng ở cái phần thận nó sẽ liên quan đến cúc 2 nhiều hơn là cúc 1. Cúc 1 nó sẽ ảnh hưởng chỉ ở cái phần tiểu cầu và phần dạ dày nhiều hơn, phần tiêu hóa hơn. Thì nếu trong trường hợp mà bây giờ bệnh nhân họ đang phải dùng những cái thuốc như là thầy vừa nói là ức chế men chuyển cộng thuốc lợi tiểu thì mình có thể phối hợp cúc 1 cũng được mà thầy. Nguyên tắc của dùng thuốc kháng viêm giảm đau là bắt buộc nó phải chế cúc 2 chứ. Không chế cúc 2 sao kháng viêm giảm đau được. Cúc 1 chẳng qua là tác dụng phụ thôi chị Trang. Nên là dù là thuốc NSAID chọn lọc hay không chọn lọc, nó chỉ có phân loại làm hai loại này, đó là NSAID không chọn lọc, ức chế cả cốc 1 và cốc 2 và chọn lọc trên cốc 2. Nhưng mà cái giữa cái cốc 1 và cốc 2 mình đã có một loạt cái nhóm thuốc á, tức là nó ở cái khoảng giữa ấy thầy. Ví dụ em nói như thằng ibuprofen đi ạ. Nó nằm ở giữa cốc 2 và cốc 1. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến
tức là nó ảnh hưởng đến cốc 2 ít hơn cốc 1. Nếu như trong trường hợp như vậy thì mình dùng thì có được không? Và như thế thì như thế nào thầy? Tại vì thực ra cái từ sử dụng Lancet này đối với cả những phần giảm đau mà hiện nay là rất là nhiều đơn, em nói thật là rất là nhiều. Nếu như mà trong trường hợp mà mình không dùng Lancet thì thực sự là một rất là cái vấn đề rất là khó khăn đấy ạ. Ừ, đúng rồi. Cái trường hợp này thì trả lời chị Trang như thế này, tức là khi mà đã tác dụng lên cốc 2 rồi đó thì nó đều có nguy cơ. Thực sự là nó sẽ phụ thuộc vào cá thể hóa. Chứ còn mình không thể nói là cứ sử dụng NSAID thuốc này thì trên các bệnh nhân nó sẽ tốt, không có. Có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều cái điều kiện về cái thuốc, mức độ chọn lọc cái 1-2 về đối tượng bệnh nhân. Nhưng khi người ta đã nhìn chung về trong cái tác hại khi mà sử dụng NSAID trên thận á, thì cái sự khác biệt giữa cốc 1-2 hầu như nó không có sự khác biệt gì. Tức là không có sự khác biệt giữa NSAID ức chế chọn lọc hay là ức chế không chọn lọc. Do đó cái vấn đề này thì chúng ta cũng cân nhắc. Chứ còn dựa trên cơ chế thì thật sự là người ta thấy rằng là gì, nó có thể như chị Trang nói, nhưng mà trên thực tế trên lâm sàng thì nó đều ảnh hưởng hết á. Tuy nhiên là chúng ta thấy cái tỷ lệ á, trên 1.000 dân thì nó khoảng tầm 7 người. Có nghĩa là có những người dùng nhưng nó bình thường, nó hoàn toàn bình thường, có vấn đề. Nhưng có người dùng là nó xuất hiện ngay, chứ không phải ai dùng nó cũng sẽ xuất hiện cái triple whammy này, tức là cái suy thận cấp này. Do đó cái vấn đề thứ nhất ở đây muốn nói là cái nó mang tính cá thể hóa, nhưng mà khi ứng dụng trên lâm sàng thì thấy là gì, không có sự khác biệt giữa NSAID chọn lọc hay không chọn lọc. Do đó là cái trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không có lựa chọn được gì đây. Thầy ơi, cái này trường hợp là nó sẽ phải sử dụng trong thời gian dài đúng không ạ? Thì trong thời gian là khoảng 30 ngày ấy chị. Đây, khi sử dụng 30 ngày. Cái chỗ này thì cái nghiên cứu này người ta thực hiện trong 30 ngày á, người ta thấy á, khi mà sử dụng liên tục NSAID trong cái thời gian 30 ngày người ta quản lý như vậy thì nó tăng lên khoảng 31%. Và khi chưa sử dụng tới 30 ngày thì cái tỷ lệ đương nhiên nó thấp hơn rồi. Và sử dụng càng ngắn thì càng tốt, liều càng thấp thì càng tốt ha. Thì em cảm ơn thầy ạ. Rồi như hồi nãy chỗ nói chỗ này này. Đó, chúng ta thấy này. Mặc dù là 2.000 người, 20.000 người có thể là gặp cái triple whammy, nhưng mà dẫn đến suy thận cấp ha. Suy thận cấp thì nó khoảng tầm 7 người trên 1.000 dân. Đó. Tức là không phải ai dùng cũng bị. Nó sẽ có chứ không phải không có. Thế thì ở đây không phải là cái việc là nó quá nghiêm trọng để chúng ta không dùng, nhưng nó chuyển qua hướng quan trọng hơn, đó là chúng ta kiểm soát nó, chúng ta phòng ngừa nó. Thì chúng ta sẽ kiểm soát phòng ngừa bằng cách nào? Thì ở đây chúng ta thấy này, được thì chúng ta có thể là lưu ý bệnh nhân, không phải cảnh báo là uống thuốc này suy thận nha, nói như vậy bệnh nhân thua. Thì chúng ta có thể có những cái hướng dẫn, một lát tôi sẽ nói ha. Rồi, và để kiểm soát này thì đối với cán bộ y tế, nhân viên y tế chúng ta thì lưu ý cái chỗ này trong cái kê đơn một cái hợp NSAID, đặc biệt kể cả OTC, các cái dạng phối hợp với Paracetamol. Chị đang thấy không? Tức là người ta đã nghiên cứu và người ta cũng có cái suy nghĩ giống như chị, và người ta thấy rằng là kể cả các kết hợp Paracetamol để giảm đi ibu rồi đó, thay vì dùng 400 dùng 200 thì nó vẫn có cái có thể gây nên triple whammy, nên chúng ta không tránh được. Đối với những trường hợp mà chúng ta cần phải dùng thì chúng ta lưu ý gì? Chúng ta dùng liều thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất có thể. Thấp nhất và ngắn nhất là như thế nào? Thì chúng ta khởi đầu với cái liều thấp của các NSAID trước. NSAID thì thường nó sẽ có liều thấp và liều cao. Do đó là ví dụ như là meloxicam thì nó sẽ có các hàm lượng, đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị? 7,5 với lại bao nhiêu hả? 15 đúng không các anh chị? Dạ đúng ạ. Hoặc là cái diclofenac 50, 75 đó. Hoặc là chúng ta có piroxicam, meloxicam, cái thuốc khác cũng vậy, nó sẽ có nhiều hàm lượng khác nhau, và chúng ta khởi đầu với cái hàm lượng thấp để coi nó có hiệu quả hay không. Và chúng ta sẽ kiểm tra chức năng thận một cách thường xuyên. Thường cái này chúng ta sẽ không làm được đâu, nhưng mà chúng ta sẽ làm được những cái này này: trọng lượng cơ thể, huyết áp. Hai cái này chúng ta cũng nên lưu ý cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân sử dụng các thuốc này mà trọng lượng cơ thể nó tăng nhanh hơn so với những ngày trước đó, có nghĩa là có dấu hiệu giữ muối nước. Rồi về huyết áp bệnh nhân có thể tăng. Đó, cái này thì chúng ta có thể lưu ý bệnh nhân khi mà chúng ta sử dụng thuốc này, chúng ta nên quan tâm đến cái trọng lượng, các vị trí phù và huyết áp, coi nó có thay đổi hay không. Nếu có thay đổi chúng ta phải ngưng ngay.
Rồi creatinine huyết thanh và chất điện giải thì cái này thật sự rất là khó đối với bệnh nhân. Cái này chỉ có là cái nhân viên y tế mình thôi ha. Thì bệnh nhân xét nghiệm thì mới thấy được. Cho đó cái này thì người ta chỉ khuyến cáo khi mà những bệnh nhân nào mà đang có nhập viện ha, đang sử dụng thì người ta sẽ theo dõi thêm các cái chỉ số này. Và trong các chỉ số này thì chúng ta thấy chỉ số nào là quan trọng nhất ha, chỉ số nào quan trọng nhất đó là cái chỉ số mà liên quan đến đánh giá chức năng của thận ha. Đó là creatinine huyết thanh và các chất điện giải, đây là chỉ số rất quan trọng để chúng ta đánh giá cái chức năng của thận. Tại vì khi mà biểu hiện ra cơ thể nó tăng trọng này, khi tăng huyết áp này, có nghĩa là thận nó đã suy trước đó rồi, nó mới gây đến cái tình trạng này. Tuy nhiên thì những cái gì mình có thể hỗ trợ cho bệnh nhân được đó là cái trường hợp 1, 2. Cố gắng theo dõi huyết áp kỹ hơn và cái trọng lượng cơ thể ha. Còn cái trong nội trú thì chúng ta có thể theo dõi thêm creatinine huyết thanh và chất điện giải. Đây là cái chỉ số rất là quan trọng. Rồi đối với trường hợp nôn mửa và tiêu chảy khi mà sử dụng cái này. Đó. Thì chúng ta có thể khuyến cáo thêm bệnh nhân đó là gì? Chúng ta ngưng NSAID ngay, không dùng nữa, và chúng ta sẽ khuyến cáo bệnh nhân bổ sung đầy đủ nước ha. Và có những cái dấu hiệu mất nước chẳng hạn như là mà bệnh nhân bị mất nước trong cơ thể chẳng hạn như là khát nước, niêm mạc khô, lơ mơ, sút cân thì đây là những trường hợp mất nước là rõ rồi. Do đó là các trường hợp này thì cái việc ngưng NSAID thì nó rất là quan trọng ha. Đối với những người mà không có tự sử dụng thuốc được, không có chăm sóc bản thân được, chẳng hạn những người quá lớn tuổi thì phải bắt buộc phải có người chăm sóc để mà hỗ trợ cái vấn đề này. Và người chăm sóc cũng phải hiểu được cái tình trạng này. Nếu mà tình trạng trở nên xấu đi, bệnh nhân có thể lơ mơ, hôn mê, hoặc là có những cái trường hợp vô niệu, thì ngay lập tức phải chuyển đến để kiểm tra và chúng ta phải cần phải điều trị. Thực sự cái điều trị siêu thận cấp là một cái điều trị rất là khó khăn. Người ta tự sử dụng rất là nhiều phép thử ha. Có một lần tôi trao đổi với một cô ha, đầu ngành bên khoa thận tiết niệu, thì cô nói vấn đề mà xử lý trước một bệnh nhân suy thận cấp thật sự rất là khó. Do đó mà chúng ta ngăn ngừa được, chúng ta giúp cho bệnh nhân phát hiện sớm, đó là một trong những cái mà rất có lợi cho bệnh nhân nếu mà nó xảy ra tình trạng triple whammy. Mặc dù cái tỷ lệ không phải là thấp đâu, nhưng mà thật sự nó cũng không quá cao để mà chúng ta không dùng cái NSAID. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được nó sẽ có những cái biểu hiện sớm gì đó, thì nếu bệnh nhân mà hiểu được cái chuyện này để cùng theo dõi với chúng ta thì nó sẽ có lợi cho bệnh nhân hơn ha. Ngoài ra thì cái biến chứng về giảm thể tích máu ha, có thể dẫn đến cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu hoặc là những cái trường hợp mà có thể gây đến những trường hợp khi mà suy thận cấp ha, rồi giảm thể tích máu ha, rồi vẫn có thể là nhiễm trùng huyết, thì cái trường hợp suy thận cấp nó có thể gây ra những trường hợp đó. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, cái triệu chứng và dấu hiệu của suy thận cấp do giảm thể tích máu á, nó sẽ có nhiều cái triệu chứng ha. Trong đó khi mà thể tích máu giảm, chẳng hạn như là bệnh nhân mất thể tích máu, mất thể tích tuần hoàn nhanh chóng, chẳng hạn như bệnh nhân bị tiêu chảy ha, tiêu chảy cấp, thì có thể đây là một cái cơ hội hay là một yếu tố nguy cơ rất là lớn để cho nó xuất hiện cái suy thận cấp khi bệnh nhân có cái dấu hiệu là bệnh nhân đang sử dụng các thuốc mà tổn thương niêm thận. Những cái dấu hiệu đó, triệu chứng của suy thận cấp ha, do vấn đề về giảm thể tích máu thì nó sẽ có nhiều cái biểu hiện. Trong đó thì biểu hiện mà chúng ta thấy rõ nhất ha, đó là bệnh nhân có cái tình trạng về tim mạch. Đó là bệnh nhân nhịp tim nhanh do phản xạ, giảm thể tích tuần hoàn, dạ, hạ huyết áp thế đứng. Rồi cái tình trạng mà khát nước, lơ mơ và niêm mạc khô, cái này thì chúng ta cũng rất là dễ quan sát, nhưng mà trên tim mạch là chúng ta thấy rất là rõ ha, nó phản xạ ngay. Và nếu mà mất nước quá nặng thì nó dẫn đến có dấu hiệu nếp véo da. Cái nếp véo da nghĩa là khi mà chúng ta dùng tay chúng ta véo cái bề mặt của lớp da thì ngay lập tức nó sẽ trở về cái mặt bằng phẳng. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà giảm thể tích tuần hoàn, mất cái lượng nước trong cơ thể quá lớn thì cái nếp véo da này nó phục hồi rất chậm. Cái thời gian phục hồi nó sẽ lâu hơn. Nếp véo da nó sẽ giữ lại cái hình dạng, nếp
cái bị véo, bị biến dạng rất là lâu. Thì một số cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cho cái suy thận cấp ha, thì chúng ta thấy cái chỉ số quan trọng nhất là vẫn là creatinine ha, vẫn creatinine. Và tiếp theo đó là cái lượng nước tiểu ha, lượng nước tiểu bệnh nhân có xu hướng giảm. Thì mấy con số này thì các anh chị tham khảo thôi chứ không nhớ nổi đâu ha. Và như vậy chúng ta thấy là những bệnh nhân mà được chẩn đoán là suy thận cấp á, thế thì người ta chủ yếu dựa vào các thông số này thôi. Từ creatinine mà người ta sẽ tính ra cái GFR, eGFR hoặc là eClearance, tức là cái độ lọc cầu thận ước tính hoặc là độ thanh thải thận ước tính, và người ta sẽ đưa ra cái chẩn đoán là suy thận cấp ha. Đó. Rồi thì đó là những cái tương tác của bệnh nhân khi mà chúng ta sử dụng ESS với các cái thuốc này về điều trị tăng huyết áp, chẳng hạn như chế màng chuyển, chế thụ thể. Và trong đó nếu mà chúng ta có kết hợp thêm với thuốc lợi tiểu thì người ta gọi đó là triple whammy. Và để quản lý triple whammy thì nó cũng rất là khó khăn. Tốt nhất là cơ sở y tế thì không nói rồi, nhưng mà nếu ở các cái trường hợp mà bệnh nhân sử dụng á, thì chúng ta lưu ý là chúng ta khuyên bệnh nhân theo dõi huyết áp và theo dõi cân nặng, thì nó cũng sẽ góp phần nào đó có thể giúp được cho bệnh nhân về cái vấn đề mà lưu ý khi sử dụng có ESS ha. Thì trường hợp bệnh nhân mà thấy có dấu hiệu phù hoặc là tăng huyết áp thì phải ngưng ngay ESS. Thì kể cho các anh chị nghe câu chuyện đó là